Thưa quý vị, từ tòa nhà 5 tầng hiện đang xuống cấp ở mức độ D nguy hiểm sẽ nghiên cứu cải tạo thành tòa nhà cao 24 tầng nổi, chưa bao gồm 3 tầng hầm, với công năng là nhà tái định cư cho khoảng 220 hộ gia đình. Đây là nội dung được Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội lấy ý kiến của các hộ dân ở 5 tòa chung cư cũ ở Thành Công. Phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư Thành Công gồm các tòa G6A, G6B, G22, G23, G24. Trong số này, G6A là tòa chung cư được đánh giá nguy hiểm cấp độ D. Các hộ dân tại tòa chung cư G6A sẽ phải di rời ngay để đảm bảo an toàn. Còn các hộ dân tại nhà G6B sẽ thực hiện di rời đến nơi tạm cư sau khi có kết quả lựa chọn. Phương án này đã nhận được nhiều sự đồng tình của người dân, nhất là với các hộ thuộc diện phải tạm cư cách đây khoảng 6 đến 7 năm mà chưa có ngày trở về. Được nhìn thấy tổng mặt bằng, phối cảnh minh họa tòa nhà, chúng tôi rất vui vì nguyện vọng của người dân và lời hứa của các cấp lãnh đạo đã trở thành hiện thực. Ngày trở về của người dân tạm cư không còn xa nữa. Đồng tình với phương án của quận, tuy nhiên nhiều người dân cũng mong muốn chính quyền có thêm phương án đảm bảo hệ số đền bù cũng như chất lượng của nhà tái định cư. Tôi muốn góp ý là cái hệ số K đấy, hệ số bồi thường ấy, thì nó có thực tế hiện thực khách quan này, bởi vì đa phần các căn hộ trên sổ đỏ thì chỉ ghi diện tích chính đấy, thế nhưng mà trong quá trình ở thì bà con đều có cơi nới hết cả. Theo ý kiến cá nhân tôi thì chủ đầu tư cũng nên xem xét cái này. Giải thích thêm một số nội dung người dân băn khoăn, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết hầu hết cư dân ở tòa G6A Thành Công đã di rời. Do đó, quận tính toán sẽ khởi công xây dựng công trình trên phần đất của tòa G6A và G6B trước. Riêng hệ số đền bù, sau khi quy hoạch được phê duyệt, quận sẽ tổ chức hội nghị nhà chung cư và tiếp tục mời người dân đến để làm việc với các nhà đầu tư. Nhà thương mại sẽ có vài nhà đầu tư người ta sẽ đăng ký tham gia vào đầu tư đây, và chính các bác là người lựa chọn nhà đầu tư nào mà mình thấy có lợi nhất. Thứ nhất là người ta cam kết về chất lượng, tiến độ, các chủng loại vật liệu, chất lượng của tòa nhà này như thế nào. Như thế là hoàn toàn là mình có thể chủ động trong cái việc mà quản lý về cái chất lượng xây dựng cũng như là cái diện tích căn hộ, cái hệ số K mà sau này mình sẽ được hưởng. Về lộ trình, lãnh đạo quận Ba Đình thông tin, nếu phương án tổng mặt bằng được thành phố phê duyệt thì sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư ngay trong năm 2024.